A trip to Mộc Châu, part 1. Chuyến đi trong ngày tới Mộc Châu phần 1. What is there, I asked, and was told the mountains. Có gì ở đó, tôi hỏi, và được bảo về những ngọn núi. There was the Guinness Book of Records longest grass bridge. Đã có sách kỷ lục Guinness về cây cầu kính dài nhất. Mystical bird cave. Hang chim huyền bí. Dai Yem waterfall. Thác dài yếm. Thác Dai Yem Park. Công viên giải băng. Join me and enjoy the day. Tham gia cùng tôi và tận hưởng ngày. There are some stunning landscape views. Có một số cảnh quan tuyệt đẹp. The rural highland region of Son La province, northwest Vietnam. Vùng nông thôn Tây Nguyên tỉnh Sơn La Tây Bắc Việt Nam. From the car park you take an electric buggy to the entrance. Từ bãi đậu xe bạn đi xe điện tới lối vào. Bend at 942 feet above ground level and 2072 feet long. Lơ lửng ở độ cao 942 feet so với mặt đất và dài 2072 feet. It is in the Guinness Book of Records as the longest glass bridge in the world. Nó nằm trong sách kỷ lục Guinness là cây cầu kính dài nhất thế giới. To put cloth over shoes on to walk on it. Mang giày vải vào để đi trên đó. After crossing the bridge, you walk along the walkway on the side of the mountain. Sau khi qua cầu, bạn đi bộ dọc theo lối đi bên sườn núi. When you reach the end, you can either go down or visit a cave. Khi đến cuối, bạn có thể đi xuống hoặc ghé thăm một hang động. Mystical bird cave. Hang chim huyền bí.
Thank you for watching. Please hit the subscribe button. Cảm ơn các bạn đã xem. Hãy nhấn nút đăng ký nhé.